Đây là trụng lúa được các kỹ sư của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Việt Nông thực hiện khảo nghiệm tại diện lúa đồng bằng sông Cửu Long bằng các sản phẩm giúp nhảy chồi để nhanh sớm. Trụng áp dụng giảm từ 3 tới 5 kg giống so với canh tác thông thường. Qua thời gian áp dụng quy trình của công ty, cây lúa để nhánh rất nhanh, trễ dài, khỏe, giúp hút chất dinh dưỡng tốt hơn. Nhờ vậy tiết kiệm được chi phí lúa giống và hạn chế phân bón, nhưng vẫn đảm bảo đủ số chồi hữu hiệu để đạt năng suất về sau. nghĩa là nhìn bằng cảm quan thì hiện nay so sánh giữa hai cái cái cái, cái bộ ghế ấy, thì tôi, tôi, nhận thấy là cái bộ ghế ở bên cái quy trình Vinco rất là dày và cái chiều dài nó rất là dài đây, đây cũng một cây mẹ và bốn cái chòi hữu hiệu đó thì thấy rõ ràng là khi mà mình xài cái ít một thì cái hiệu quả nó hơn gấp đôi nó hữu liên chất lượng của sản phẩm thì tôi thấy cái ít một à, hiện nay là nó giúp cho cây lúa đẻ chồi cực kỳ tốt và là bà con mình thấy rõ ràng ha cái lá lúa nó nó đứng và nó nó rất là khỏe biết được quy trình giúp lúa đẻ nhánh tốt của công ty Việt Nông ông Tám Dùm ở thị trấn Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã tin tưởng áp dụng cho 60 công trụ của gia đình tới nay lúa hơn 70 ngày tuổi còn trai me người nông dân này rất vui khi có được hiệu quả tốt từ sản phẩm mới lúa đẻ nhánh tốt lúc nhỏ đền hứa hẹn đạt năng suất cao Điều tâm đắc nhất của ông là trụng rất ít sâu bệnh. Bộ lá đồng cũng được bảo vệ tốt tới giai đoạn này. Nhìn những bông lúa sai quằn như treo vui trong gió, người nông dân này cũng phấn khởi hơn khi tìm được giải pháp mới tiết kiệm hiệu quả cho sản xuất. Ờ, đi một ngày mà thấy có hiệu quả rất cao. Đầu tiên thì ít một giải thai thì thấy vụ này thì cây lúa nó, nó nở bụi hiệu quả rất nhiều, đạt hơn mấy vụ trước mấy vụ trước khi chưa có ít một ít hai thì cái lúa trà lúa bị năm bốn năm một này lúa nó, nó nó ít nở hơn những cái sản phẩm của thằng om 18 tám à, này tôi đang cấy giống à, đó thì mình xài những sản phẩm nó rất đẹp tôi áp dụng những sản phẩm của ít một ít hai của công ty việt nông thì trong cái vụ đông xuân này thì tôi thấy rất phấn khởi so với những cái cái vụ trước mà tôi xài những sản phẩm khác à, những sản phẩm này thì bông trái rất đẹp à, mùa này nó có hơi trái bìa lá mà lúa tôi thì rất ít à, màu lá thì mỡ gà à, bông chín mà lá còn xanh à, thì tôi rất tâm đắc về về cái những sản phẩm X một và X hai của Ustalia. Ông Tám Dùm rất đam mê làm nông nghiệp. Ông luôn tiên phong học hỏi để áp dụng những quy trình sản xuất mới giải pháp từ công ty cổ phần vật tư nông nghiệp việt nông mang lại giúp ông hoàn toàn tin tưởng và chia sẻ để cùng nhau làm ruộng đạt hiệu quả cao hơn